Rồi các cô chú mình cứ một hàng nhá, sẽ dẫn vào trong. À, thưa quý cô bác anh chị, đây đang là hội người khiếm thị quận 7. Dạ, cô xích lên chút xíu cô. Dạ. Dạ, cô chú xích lên chút xíu giùm con. Dạ. Vâng, chào các cô chú xích lên chút xíu. Dạ, chào. Dạ, dạ. Em dẫn từ từ cho khi nào tất cả xuống hết rồi đi. Dạ, tới rồi, cô chú. Xe đậu đó. Vâng, xe đậu đó luôn cũng được. Rồi. Được rồi, các cô cứ dô đi rồi ở đây người ta hướng dẫn thêm. Rồi, đi từ từ chậm giúp con nhá. Rồi, mời các cô chú. Dạ, lên bậc tam cấp nha, bậc tam cấp nha. Bước lên bậc các cô chú. Rồi, mình bước lên bậc. Dạ, bước lên bậc nha. Cô bác đi bước lên bậc giúp con nha. Có bước lên bậc, bước lên bậc. Dạ, bước lên bậc nha. Dạ rồi đúng rồi, chào chú, bước lên bậc chú nha. Dạ bước lên bậc các cô chú anh chị nha. Bước lên bậc. Lên bậc, lên bậc nha. Bước lên bậc nha cô. Rồi bước lên bậc. Dạ bước lên bậc, coi chừng. Rồi vô trong giúp con. Bước lên bậc. A Di Đà Phật, chào chú. Rồi A Di Đà Phật, xin chào. Rồi, A Di Đà Phật, đi vô. Dạ, bước lên. Rồi, mình ổn định chỗ ngồi. Em trai ngồi đây luôn. Rồi. Ngồi. Rồi, anh kéo ghế cho, ngồi sát vô. Sắp xếp mà đủ đó, ra cái bàn ngoài đấy nữa. Giờ ngồi có cái bàn. Đây một người ngồi bên đây này. Một người bên đây. Không. À vâng. Vậy vậy ra kia kia kia. Đây, có anh còn đi toilet này. Đây, đi toilet, các tình nguyện viên cũng phải dẫn đi nha các bạn. Dạ. Dạ, xin chào. Vâng, chào cô. Cổng đó ra được, lối đó ra được, lối đó ra được. Con gái là đi theo ai? Theo ông à? Ông hay bà? À con của anh. À. Sao anh? À rồi rồi, được rồi, cho cháu đi theo để xíu lấy bún cho con ăn nhá. Ừ. Rồi, để lát lấy. Đây cũng có người khiếm thị mang theo em bé, mang theo con vì không có người giữ. Đây, các cô chú là sao em? Còn con bé kia nó quen cái nó chạy lại đấy. À. Là con em à? À con của anh kia. Nhìn giống em quá, tưởng con em ấy. Không phải à? Này nước ngọt Coca quá. Dạ nước ngọt Coca. Giờ con sẽ
lên đá. Đúng rồi, lùi lại xíu rồi kéo cái bàn sát vô trong cho người ta đi. Rồi được rồi, ok đó, rồi ok anh ngồi xong. Rồi ok, thế lấy lối đi. Thưa cô bác anh chị, hôm nay là cái buổi cuối cùng phát tặng quà cho 300 người khiếm thị ở Sài Gòn do ông Phan Quang Cầu tài trợ. Thì hôm nay mình mời là hội người khiếm thị quận 7, rồi hội người khiếm thị quận 8. Bây giờ các cô chú cũng đang tới mà chưa tới hết, hẹn là 11 giờ, thì bây giờ là 11 giờ 5 phút rồi. Nói chung hội này là đúng hẹn hơn là hai hội ngày hôm qua. Hai hội ngày hôm qua là 10, 11 giờ nhưng mà 12 giờ 5 thì mới có người tới. Các cô chú là hội quận mấy đấy ạ? Quận 7. À, quận 7, dạ. Quận 7. Dạ thưa là quận 7 đã đủ người chưa cô chú? Dạ đủ rồi. À. 22 người. À, rồi là 25 mà đi 22 à? Dạ, có 3 người, ta không có câu chuyện nhà, ta đủ. À, dạ vâng. Vậy, ok. Vậy em ơi, châm châm bên này trước này. Thì, chú là hội trưởng à thưa chú? Dạ, tôi hội trưởng thì đại diện hết bà con ở đây. Dạ. Trước mắt là cảm ơn chú Dương cùng với các vị cùng với gia đình. Gia đình là chú Phan Quang Cầu, 74 tuổi ở Mỹ ạ. Chú dạ, Phan Quang Cầu. Dạ. Dạ, thì xin đại diện hết ở đây là cảm ơn chú Dương cùng với gia đình. Dạ. Rồi là ông Phan Quang Cầu. Dạ. Chúc sức khỏe các vị thật dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, và công việc làm ăn càng ngày càng phát triển tấn tới. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ, dạ. Dạ thưa, thì hôm nay chú, dạ thôi mời chú ngồi đỡ mỏi chân. Dạ hôm nay là sẽ đãi các cô chú ăn một món ăn. Dạ. Rất là đặc biệt, tụi con đặt nói chung nó đặc biệt hơn so với cái phần bán với cho người ta. Dạ. Rồi cô chú sẽ mỗi người dùng một cái lon coca rồi có bánh tráng miệng. Dạ. Sau đó con sẽ gửi tặng mỗi cô chú là 300 ngàn nữa. Dạ. Rồi bây giờ em ơi châm đá mấy cái bàn cô chú tới đầu tiên ý. Rồi bây giờ châm hết lên để em hỏi xem bên quận 8 qua đủ chưa. Dạ đang qua. Và quận 8 đang qua đúng không? Dạ vâng, mới được chắc phân nửa. Dạ. Nay tính là mời theo dự kiến là sẽ mời là 75 người. Đó, nhưng mà có thể số lượng tới không có đủ do một số cô chú còn kẹt công chuyện. Thì cứ theo danh sách ấy, thì mình mời là 25 người ở bên quận 7, 50 người bên quận 8. Và thực tế thì có thể sẽ tới ít hơn. Nhưng mà có phát sinh cháu bé. Nói chung là cháu bé đi theo thì cũng sẽ mang đồ ăn lên phục vụ cháu. Rồi những cái cô chú mà phụ đi theo để phụ đoàn, gọi là dạng như tình nguyện viên ấy, thì cũng mời ăn luôn. Ông mang về nhà. Dạ. Thôi rồi, cái lon mang về nhà biếu chú. Rồi chú uống thêm lon nữa đi cũng được, không sao. Dạ, biếu chú. Ông mang về nhà, uống đây. Dạ được. Dạ thôi, chú cứ uống ở đây một lon đi. Lon mang về. Không, tiểu có chỗ. Bây giờ bọn con có hai cái toilet ở đây, trong trường hợp mà không đi được thì sẽ có tình nguyện viên chăm sóc. Cảm ơn anh. Dạ, dạ vâng. Đấy. Nhiều khi chú muốn để dành nha các bạn, để dành để mang về cho con cho cháu. Nói chung là mấy cô chú người khiếm thị cũng rất là, nói chung là cái cuộc sống khó khăn nên là họ tiết kiệm. Khi mà ở nhà còn người khác á, thì nhiều khi cũng muốn mang cái miếng ngon về, thấy cũng tội lắm. Có người tới đây ấy, tặng món ăn ngon thì không muốn ăn, không dám ăn. Hoặc là có người ăn phân nửa rồi đòi mang về, thì Tuấn Dương cũng khuyến khích là thôi ăn hết cái phần đó đi rồi tặng một cái phần khác cho các cô chú mang về. Nói chung là làm nó cũng linh hoạt. Đây một số người khiếm thị được xe ôm đưa tới.
Ờ, ngồi bên đây, ngồi ngoài cũng được ấy. Các cô chú là bên quận 8 à? Dạ vâng, dạ rồi, mình cứ ngồi đây cũng được, rồi. Vẫn còn như tới chưa hết đúng không ạ? Dạ, còn xe nữa. Dạ, còn một xe nữa, dạ dạ. Cô chú mình sẽ uống nước ngọt này, rồi mình sẽ ăn một món ăn rất là đặc biệt. Rồi sau đó ăn bánh quy. Bánh choco pie đó. Dạ thưa, là chú ăn chay hay sao ạ? À vâng, em chuẩn bị chay. Vậy chú là nhà sư luôn hay sao ạ? À vâng, vậy con gọi là thầy đúng không? Dạ rồi, con chào thầy nhá. Dạ. Con tưởng là hội người mù thì không có nhà sư ở trong đó mà có luôn. Dạ chào bà. Bà ăn chay cái gì bà? Vậy hai phần chay, ai ăn chay nói con nhá. Đây có hai phần chay em gái này. Dạ cô chú ở ngoài có ai ăn chay nói con. Bà chờ ai bà? Bà ngồi đây á, thôi ngồi quay lại. Ngồi quay lại đây cũng có bàn đây. Ngồi lại với ba ông bà này. Bà ngồi quay lại bà. Dạ đúng, bà người mù quận 8 à bà? Dạ vâng. Ông hội trưởng chưa tới à? Đây đây bà ngồi đây, bà ngồi đây chờ xíu rồi lấy đá. Đây tẩy đá cho bà nữa em gái ơi. Bàn này là có hai người ăn chay nhá. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 69. Rồi. Có cái túi này là đi đựng tiền hay là đi làm gì ấy? À mang theo bỏ nón. Dạ bà ơi, đây để đưa tay cho bà bám mà. Dạ Coca-Cola bà. Dạ có ống hút bà. Rồi mời bà uống nhá. Chúc bà uống cho mát. Đó, lần trước con qua bên quận 8 không thấy bà. À có à, bà có thấy con không? À không, nhưng bà nghe thấy lúc mà con tặng quà mấy lần bên quận 8 có đúng không? À dạ thưa, là năm nay bà được nhiêu tuổi bà? 84 rồi. Bà vẫn thấy bà vẫn còn khỏe đẹp quá trời luôn á. Dạ thưa, là bà là mắt là không thấy đường là bẩm sinh hay là mới bị đây bà? 16 tuổi, sau 16 tuổi mới không thấy đường. Dạ. 15 tuổi còn đi học. 15 tuổi còn đi học. Này trẻ chắc bà đẹp lắm, bây giờ nhìn bà vẫn đẹp đẹp lão này dạ, rồi. Dạ. Chị á là trong lớn tuổi nhất trong hội á. À. Bây giờ lớn tuổi nhất. Bác lớn tuổi nhất. Dạ. Rồi thưa bác, là có con cháu như nào rồi? Một trai một gái. Một trai một gái. Dạ. Ba đứa cháu ngoại. Và sống một mình với thằng cháu nội. À, bác sống một mình với người cháu nội. À, cháu nội một đôi, cha mẹ bỏ. À, cha mẹ bỏ. Ồ. Đây bây giờ mấy cô chú bên hội người khiếm thị cũng đang tới nữa kìa. Dạ, cái trưởng đoàn đi xe đó. Ly mủ, ly mủ, không sợ, không sợ bể bà. Thế mình bà nuôi đứa cháu nội thì nuôi sao? Nuôi hồi 16 tháng. À, nuôi từ lúc 16 tháng. Nay 28 tuổi. À, vậy thì cháu chắc cũng đỡ được mình giúp phần nào rồi chứ như bà nhỉ? À, không thể nghiệp gì hết chú ở. Dạ. Bị học quá, ăn học rồi không có nghề nghiệp gì hết. Không ăn học, không nghề nghiệp gì. Đỡ, ở đó. À, nếu mà có được chút có cái nghề gì đấy thì nó cũng đỡ, nó có thu nhập thêm. Ông bà ngồi nhé, để con hỏi xem là còn ai ăn chay nữa. Đây có thêm một xe nữa, mấy cô chú mới tới này. Dạ cô chú nào ăn chay thì nói con nhé. Một người, bà, kia nữa là hai. Ngồi đó đi em. Vậy là hai, thêm hai phần chay nữa là bốn, năm phần chay. Đây có mấy bạn Hàn Quốc rồi.
của mình. Đây đây, rồi rồi, dạ dạ, rồi xin chào. Bên này là hai đồ, hai bên này một đồ chay đúng không ạ? Hai chay. Hai chay. Bốn với quà này là năm này. Em cứ kêu. Vâng. Khoảng 7 đồ chay đấy. À, thưa cô ba anh chị đã chuẩn bị rất là nhiều phần ăn đây. Thì hôm nay chuẩn bị là tới khoảng 80 phần. Nhưng mà sẽ tính theo cái số lượng thực tế các cô bác tới nha. Có 3 chai ở trong nhà là 2 chai. Thì bây giờ sẽ chuẩn bị cái đồ ăn chay trước cho các cô chú. Là sẽ bưng đồ chay ra, sau đó lát xíu phục vụ mặn. Cái nồi chay là nấu riêng, chả chay, rồi bún, nói chung gia vị các thứ là làm đồ chay thì cũng có một số cô chú tháng 7 là ăn chay. Còn đồ ăn mặn đó các bạn nhìn thấy là tôm này, rồi cá lóc này, rồi tôm, cá lóc, thịt heo, quay. Bình thường ví dụ như một tô chỉ có một con tôm thôi, nhưng mà ở đây là làm 3 con tôm, rồi cá lóc, phi lê làm 2 miếng. Còn bình thường nếu bán chỉ có 1 miếng thôi. Đó. Đây mình đi toilet không? Đi em chỉ nào, đi. Đây. Rồi cứ đi tiếp, đi thẳng. Rồi quẹo phải. Quẹo phải, rồi từ từ. Cái cửa đấy đẩy ra. Đẩy cái cửa ra, đẩy ra. Rồi đi thẳng. Thế đúng rồi. Rồi sát vô trong. Rồi vậy nhá. Cứ đi cả dép vào anh, đi cả dép vào, đi sâu vô trong. Đi sâu vô trong cái bầu bồn vệ sinh ở trong á. Rồi mời các cô chú dùng nhá, nước sôi nào. Nước sôi nha mọi người. Vâng. Mọi người ngồi đông người yêu nha. Mọi người ngồi tại chỗ nhá, tụi con sẽ bưng bún lên phục vụ. Đây cô chú có một cái muỗng này, trên bàn có một cái muỗng, đôi đũa cô chú mở cái tháo cái bao ra. Cái này tháo cái bao ra. Dạ. Vâng, có khăn giấy trên bàn luôn. Ai mình ăn xong rồi ăn thêm tụi con sẽ châm bún thêm với nước lèo thêm cho các cô chú nhá. Cô dùng đi cô. Dạ rồi cô dùng đi. Dạ. Vâng, chén luôn đây, đũa đây, kéo cái bao xốp ra, kéo cái ấy ra. Cảm ơn anh Dương. Dạ rồi, xin mời các cô chú. Đây, một bàn, hai bàn, ba bàn, bốn bàn, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Với 10 bàn nhưng mà có những cái bàn nhỏ. Bún nước lèo tô đặc biệt. Tôm, cá và heo quay. Dạ. Tôi đặc biệt, dạ rồi. Và cái món này thì các ông bà già lớn tuổi ăn cũng rất là dễ. Cá lóc thì cũng làm cá lóc phi lê rồi rút xương. Yeah.
Thưa các cô bác anh chị, cô bác anh chị đang coi những cái hình ảnh các hai hội người mù ở Sài Gòn là hội người mù quận 7, hội người mù quận 8. Dạ vâng, có rau, lấy rau cho chú kìa chị ơi. Vâng vâng, thêm miếng rau này. Dạ rồi. Ra trụng rau đi. Trụng rau thêm, ai ăn rau thêm cho rau cho các cô chú em ơi. Vâng, có rau, có rau. Toàn bộ ở đây là người khiếm thị thưa quý vị. Các bạn nhìn các cô chú không có thấy thức, không có thấy đường nên là gấp thì cứ mò trúng thì là đồ ăn nó sẽ lên, còn mò trượt thì là đồ ăn nó không có lên. Rồi con tôm bự chà bá lửa luôn. Dạ. Dạ dạ rồi. Nói luôn chú ơi. Vâng vâng, mời các cô chú ạ. Dạ. Nói cả nói gì. Ngon quá. Ngon quá. Dạ vâng. Con mắt không thấy đường, thấy con tôm. Con mắt không thấy đường mà miệng thấy con tôm. Dạ. Gắp vô miệng mình biết cảm giác. À, gắp vô miệng là cảm giác có thấy con tôm bự đúng không? Dạ. Vâng. Bàn này có cái tô cho em bé luôn các bạn nhá. Dạ. Có cho em bé ăn luôn. Em bé có cái ghế nhỏ cho cháu ngồi. Đây là cháu bé này là con của một anh khiếm thị này. Do không có người trông nên là cháu đi theo. Rất may cháu thì là mắt sáng. Bố mẹ thì là mắt không có thấy đường. Con ngồi này hay là cho bé ngồi riêng được không? À đây bé muốn ngồi cạnh cha. Rồi cho tụi con gửi đồ ăn cho các cô chú nhé. Bên kia còn cái anh, còn anh nào nữa rồi? Đây chỗ kia còn người nữa đâu ta? Có cô thì ăn bún chay. Bên này còn mấy tô nữa này. Dạ vâng, dạ rồi. Đây có cả hai bạn Hàn Quốc nữa này. Hai bạn Hàn Quốc thì cũng vào ăn ở nhà hàng. Bên kia có một anh đi toilet chưa có rô. Em ăn được thêm thì lát xíu nói nhá, tụi anh phục vụ thêm nhá. Dạ dạ vâng. Mấy em bự con này ăn nhiều thì tụi con sẽ phục vụ thêm. Ăn cho đảm bảo no. Em bé không ăn à? À. Vậy cho em bé cái bánh được. Rồi, đứng ra ngoài. Rồi, bên quận 8 mình tới đủ chưa các cô chú? Còn 10 người nữa. Chị gọi điện kêu nữa tới đây. Anh Dũng ơi. Còn ở đây nếu 10 người nữa đó, ngồi quận 8 mình đó anh Dũng ơi. Chú kêu xem có những ai mà chưa tới kêu họ lại đi. Hồi nãy đi đủ 30 rồi mà. À. Hồi nãy ở khỏi rồi đi. Đi đủ rồi đúng không? Rồi ok. Dạ. Con chỉ sợ là còn thiếu thôi.
Vậy chị ăn đồ chay hay ăn món khác? Anh ăn cơm được không? Có cơm được không? Anh này không biết ăn không? Không có, không có. Đây không có mắm. Bún nước lèo. Tôm với cá không có mắm, cái mùi vậy thôi. Đây cũng có, ở đây các bạn cũng có nhà sư là người khiếm thị. Ủa, bà dùng chưa bà? Ở bà bên đây chưa có này phải không? Hai người ăn mặn chưa có. À, hai người ăn mặn chưa có. Hai, đây còn hai tô nữa. Bà cứ dùng đi thưa bà ơi. Sao bà? Bà không ăn bún, bà muốn ăn món gì bà? Bà không biết ăn bún á? Rồi, để con xem làm món khác cho bà. Bà ráng ăn đi thưa bà. Bà ráng ăn giúp con. Dạ. Dạ. Để con hỏi bên xem ở trong bếp chuẩn bị món gì cho bà. Vậy bà thích ăn món gì bà đọc tên đi. Sao bà? Nhưng bà ăn món gì ạ? Bà ăn ít bún á? Không ăn bún, bà ăn cơm hay sao? Cơm gì bà? Thôi để con gọi. Cô ơi, bên đấy có cơm gì cô? Cơm sườn bán được không? Cô cho dĩa cơm sườn bên đây giúp con. Bán canh gì không? Canh có ăn chả không? Dạ. Dạ vâng. Dạ được rồi. Để rồi con sẽ nói mấy cô làm. Bà cứ sợ, bà cứ dùng đi thưa bà. Dạ, thầy còn dùng nữa không bà? Thầy? À, thầy dùng hết nổi rồi. Dạ. Trà đá có, chờ bà chờ xíu. Cô ơi, đây cho trà đá. Cô này uống trà đá này. À, chai nước đưa cho ông kia uống. Rồi, ok, giờ chờ xíu. Vì bọn con đang phục vụ bên kia. Chị ơi, rót cho em ly trà đá đây cho bà này, bà uống, bà khát quá đây. Chị rót giùm em cái. Không dùng đến rồi. Dạ rồi, rồi tôi. Không có ly. Bà này đâu có ly đâu, từ nãy giờ còn chưa có ly. Chưa, trong kia đồ mặn, bà không ăn đồ mặn. Vâng, vâng. Ai ăn ớt thì nói nhá, ở đây rồi cơm tấm mang qua luôn. Bà ăn mặn. Bà không ăn đấy. Bà đây ăn cơm tấm, bà bảo bà không biết ăn. Em ơi, tí kêu anh Nam trả tiền cơm tấm nhá. Rồi. Đây đây. Bà ơi, cơm tấm đây, bà dùng cơm tấm đi vậy. Bà lại bảo bà không biết ăn bún. Anh chị nào dùng hết mà muốn dùng thêm nói em nhá, thì em phục vụ thêm. Anh không ăn được bún, anh có muốn ăn cơm không? Em kêu cơm tấm cho anh. Đồ chay đúng không? Dạ rồi. Bây giờ có ăn cơm tấm không? Gọi cơm tấm hay gọi đồ chay rồi? Gọi đồ chay rồi thì phải chờ, còn nếu không có đồ chay thì em phục vụ cơm tấm, em mua bên đường qua. Rồi, ấy bịch cho bà. Dạ. Trời ơi, bà ăn như chế độ ăn người mẫu ấy bà ơi. Dạ. Hèn chi giờ dáng vẫn đẹp như này. Anh thịt là phải hôm nay đáng đồng tiền. À, hôm nay đáng đồng tiền. Dạ, được, dạ. Rồi lát xíu tụi con còn tặng tiền mỗi cô chú là 300.000 đá. Rồi có bánh, rồi mình mới về nhá. Cứ ngồi chơi. Còn nhờ, chờ các hội viên khác ăn đá các bà. Dạ, 10 người nữa mà. Dạ, dạ. Để ông chủ trưởng, ông chủ đoàn, ông Dũng, ông kêu. Vâng, để chú kêu cho đủ người. Mời, vì bên đây là các cô chú là đi theo cái kiểu là giống như là đi tự túc.
Chú Dũng dùng nữa không? Có ăn cơm tấm không? Chú dùng nữa không? Chú có ăn nữa không? No chưa chú? À, no rồi, dạ vâng. Ủa cái ông ngồi ở kia đâu rồi ta? Hay là nãy có thấy ai mà hay là mất tích đâu rồi ta phải kiếm. Dạ. Chú dùng tô nữa nhá. No quá rồi á? Chú ăn thấy ngon miệng không chú? Ngon. Dạ. Khi đi ăn được cái này đó. À ít khi ăn được món này. Cả năm không chưa được ăn nữa. À cả năm chưa được ăn món này. Em trai ăn chút nữa không? Rồi cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Cảm ơn gia đình. Em ơi cho thêm nước lèo với bún cho bạn trai này. Dạ. Rồi em ngồi im nha. Mang nữa hả? Trời sức nó đang sức thanh niên rồi thì phải ăn thêm chứ. Dạ. Em trai ăn ngon không? Ngon. À. Em xin đừng lấy hạt, lấy hẹ đâu. Đừng lấy hẹ á? Ờ để anh nói. Em ơi tô đấy đừng cho hẹ nhá, đừng cho hẹ, đừng cho hẹ, bạn ấy không ăn hẹ. Ờ. Em trai dùng thêm không em trai? Em dùng thêm không? Ăn thêm không? Ờ, bây giờ cho bún thêm với nước lèo thêm nhá. Em mà dùng thêm không? À rồi ok, chờ xíu. Đây. Để. Chị ơi, cho em thêm cho bạn này bún thêm với nước lèo thêm cho em trai này. Sao em? Bữa nay là mình có món gì? Ờ bữa nay đây là món bún nước lèo Sóc Trăng. Sao em? Bữa nay mình chỉ có món đó thôi. Ừ, mình đặt một món đấy cho nó tiện. À buffet thì bây giờ ai đi múc dùm mấy anh em giờ. Ai ăn rau thêm thì có này. Đây rau. Có ăn rau không em? Rồi bàn bên kia ăn rau nhé. Con la lên hỏi cô chú. Rồi nó soi nha, nóng nha. Rồi. Bạn nào ăn ra nữa. Ai ăn rau thêm thì có nhá. Em áo đen kia em cho có ăn rau thêm lấy châm nữa bạn. Ông bà cô chú nào dùng rau thêm thì có nhá. Cô chú ở đây có ai dùng thêm nữa không ạ? Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều. Cô ăn vừa miệng không cô? Dạ thưa nội. Dạ cảm ơn nha anh Dương, ngon quá. Ngon quá. Dạ. Không dám ăn mấy cái món này. À người mù không dám ăn mấy món này. Dạ, đúng rồi. Mà bây giờ như này này, người mù mà tặng tiền là người mù lại cất đi, không có dám ăn. Nên là bây giờ phải mời tới đây để cho mình thưởng thức. Tại vì dạ. Đây là mình thiếu. Dạ. Rồi cảm ơn các cô chú. Dạ. Bây giờ con muốn hỏi thăm là con cũng chưa nghe các giọng ca vàng của bên quận 7, chú có thể giới thiệu ai ca một vài đoạn được không thưa chú? Dạ. Bây giờ ai xung phong lên à? Rồi có luôn đây. Dạ rồi chào chú. Rồi chú giới thiệu chú. Xin phép chủ nhà là tôi hội viên của hội quận 7, tôi tên là Phạm Văn Tấn. Dạ. 60 tuổi. Dạ. Là cũng là trong hội là chơi guitar trong hội á, bây giờ tôi xin hát bài là Nhánh Lan Rừng. À Nhánh Lan Rừng. Dạ rồi, một tràng pháo tay cho ca sĩ chúng ta đi.
Rồi đứng lên, đứng lên. Là ngồi cũng được. Mất đâu, đứng lên. Okay, à, thôi được. Rồi nhánh lan rừng nhá. Đây con sẽ gài cái mic vô để chú hát cho nó rõ. Đúng rồi, ok. Rồi, chú okay. Hát đi ạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở, nhưng nhánh hoa trắng tình lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Nhớ những lúc anh hành quân bên bờ suối vắng, thấy nhánh lan rừng la vẫn xanh nhưng cành cháy khô. Ngời lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ, gió mưa không phải tàn loài hoa trắng phong lan. Những lúc tiếng súng đã tạm im, nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui qua mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Quá tuyệt vời ha. Rồi. Rồi cảm ơn dạ. Chú nha, cảm ơn ca sĩ. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi bây giờ có ca sĩ nào góp vui nữa không ạ? À còn nhiều. Dạ đây đây đây. Rồi ca sĩ Thu Hằng. Kim Hằng. Dạ. Rồi đây đây rồi. Em kẹp cái mic rồi chị. Dạ. Rồi cô bác mình trật tự cho em xin tặng cô chú chị ở nhà chảy một bữa ăn ngon quá nhớ hoài không quên nha. À, hoài nhớ hoài không quên. Không phải, ý là bữa ăn ngon quá nhớ hoài không quên. Ăn ngon quá nhớ hoài không quên. Dạ, dạ. Em lại tưởng bài giờ hát tặng với cô với chú bài hát miền Tây sông nước quê em nha. Dạ vâng, miền Tây sông nước quê em. Dạ vâng. Mời quý vị vỗ tay bắt nhịp nha. Mời quý vị vỗ tay bắt nhịp nào. 2, 3. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Hãy qua Tiền Giang xuống qua Mỹ Tùng, hãy đi Hậu Giang đến đất Cần Thơ. Hãy đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi gió lúa miền Nam hay mùa mưa nắng. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long chinh nhanh phù sa, đất lành tất muốn nở hoa. Rồi cảm ơn ca sĩ nha. Dạ, dạ. Rồi chúc ca sĩ sức khỏe. Dạ. Rồi còn cô bác nào ở bàn này có ca sĩ nào không ta? Đây nữ ca sĩ trẻ này. Nữ ca sĩ này chưa thấy hát bài gì nào. À không biết hát á. À đây chú trong kia. Dạ dạ. Dạ đây. Chào chú. Đây con kẹp cái mic cho chú gửi tặng khán giả cũng như là quý hội viên hai hội bài hát ạ. À? Dạ. Thưa chú giới thiệu đi ạ. Dạ. Xin kính thưa quý cô bác anh chị, nhân dịp buổi phát quà hôm nay
tại gia đình của anh Dương. Và tôi là Dũng Chê, hội viên hội người mù quận 7. Xin gửi đến cô bác anh chị một nhạc phẩm được mang tên Chiếc Xuồng. Chiếc Xuồng. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ. Chiếc xuồng trên bến trong trên, chiếc xuồng lục lắc. Em nghiêng bên ấy, em nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên này. Chiếc xuồng trên bến ngâm mưa, còn anh sau lái, còn anh sau lái chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh. Gió đưa mây, trời mây theo gió. Nắng nghiêng nghiêng bông nhà xế tà. Chiếc xuồng còn năm tháng chơi bời. Ôi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Chiếc xuồng trên bến trong trên, chiếc xuồng lục lắc. Đi theo con nước, đi vô nước lớn, đi ra nước đồng. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy lùi vô bụi bờ. Tìm em giờ nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao sao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ, bên sông này hết đời hết chờ. Chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi, ơi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Ơi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Rồi, quá hay rồi, cảm ơn ca sĩ đã cảm ơn bố. Dạ rồi. Là bây giờ thì mình cũng đã dùng xong thì bây giờ con xin phép là sẽ gửi tặng mỗi hội viên là 300 ngàn nhá. Giờ chị cầm tiền chị phát từng hội viên giúp em. Dạ thưa, món quà này của ông Phan Quang Cầu 74 tuổi ở Mỹ gửi tặng nhá. Mỗi cô chú sẽ nhận thêm 300 ngàn giúp con. Dạ. Mình sẽ nhận hai tờ tiền, một tờ 200 ngàn, một tờ 100 ngàn. Dạ. Đây sẽ phát tiền biếu các cô chú. Rồi, chúc cô bác nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn các cô chú. Rồi, cô chú mỗi người nhận 300 ngàn giúp con. Dạ. Rồi, mỗi người sẽ nhận thêm tiền mặt 300 ngàn. Dạ vâng, cảm ơn Hà Nghĩa nhá. Rồi, gửi ca sĩ. Rồi, chiếc xuồng. Và 300 ngàn về mua chiếc xuồng. Dạ, gửi chú. Rồi, bắt đầu bàn này đi ạ. Dạ. Em dạ cảm ơn. Dạ. Đây ở bàn này đi ạ. À, bàn này là hôm nay có một cháu nhỏ đi theo thì tặng thêm cháu nhỏ một phần tiền nữa chị nhá. À, cháu nhỏ thì không có thuộc hội người mù nhưng mà thôi tặng thêm cháu 300 ngàn nữa, tặng thêm con để đi học. Rồi. Rồi, gửi ống cầu cho con thêm 300 ngàn để mua sách vở nhá. Rồi. Mỗi người sẽ nhận thêm 300 ngàn giúp em. Dạ. Có cháu bé này là con của anh ấy đi theo. Thì thôi gửi tặng cho cháu để cháu đi học. Dạ vâng, đến bàn này. Rồi gửi mỗi biếu mỗi cô chú 300 ngàn. Một tờ 200, một tờ 100 nhá cô chú.
Rồi gửi. Bàn này có hai ca sĩ lận này. Dạ. Dạ gửi biếu chú nha. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. À, chúc sức khỏe. Rồi chúc em sức khỏe nha. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 22. Rồi có người yêu chưa? Chưa á. Có yêu mấy cô Hàn Quốc không? À, có mấy cô Hàn Quốc bên kia kìa. À. Rồi đây, ở đây. Đấy ngồi bên đấy, dạ đúng rồi, cũng ngồi loanh quanh đấy. Dạ gửi biếu bà. Chúc bà khỏe nhá. Dạ. Cảm ơn cô chú. Dạ. Món quà này của ông Phan Quang Cầu 74 tuổi ở Mỹ gửi tặng. Cảm ơn cô. Rồi chúc sức khỏe. Rồi, rồi qua bên kia. Dạ. Rồi bắt đầu phát từ bàn bên kia chỗ chú Dũng ấy. Rồi. Ông Phan Quang Cầu gửi tặng nha, biếu mỗi cô chú 300 ngàn. 300 là một tờ giấy, 200 một tờ 100 nha. Đây. Để cô sẽ vẫn tiếp tục phát cho từng hội viên, có cả một số người mắt sáng đi theo để hỗ trợ quý vị. Rồi quay ra đây của dạ, gửi biếu bà đây là gửi biếu bà của ông Phan Văn Cầu nha. Ông mời tặng một tờ 200 tiền cẩn thận giúp con nha. Đây của chú, đây nè của ông Phan Văn Cầu, ông mời vào ông cho tường tiền thêm nữa là 300 ngàn một tờ 200 một tờ 100 đó nha. Của ông Phan Văn Cầu chứ không phải của ông Phan Văn Cầu. Rồi đây của anh gửi cái Linh. Rồi. Rồi, cái này của Hoa Hồng, cái này là hai người này không có, mấy cái người nhà dắt đi. Dạ dạ dạ. Đây của cái đây quà. Gửi biếu em. Gửi biếu. Rồi chúc sức khỏe nha. Dạ rồi. Đây gửi biếu. Đây gửi biếu các cô chú. Mỗi người nhận 300 ngàn giúp con. Rồi dùng bữa có ngon lành không? Dạ, dạ. Dạ. Rồi. Chú giơ tay lên. Đây tiền. Rồi. Dạ. Của cô đây. Của ông tặng cho cô một tờ giấy 200, một tờ 100 là 300 ngàn nha. Chúc cô sức khỏe nha. Rồi mời cô đây gửi biếu bà 300 ngàn. Dạ. 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 Cái này của ông Phan Quang Cầu 74 tuổi ở Mỹ gửi tặng. Dạ, đây gửi giờ gửi đây của ông Phan Quang Cầu 74 tuổi, ông tài trợ. Dạ. Đây rồi tí nữa có gì thì cảm ơn. Rồi nói đây là có gì cảm ơn, đây cảm ơn có nói gì gì cảm ơn cho. Rồi thầy muốn nói gì thầy? Đây 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 để cái mic kia thầy phát biểu mấy câu. Dạ dạ gì vậy? Dạ con chào thầy. Cảm ơn chú. Rồi thưa thầy, hôm nay thầy dùng bữa ăn ở đây thầy thấy sao? Ngon ngon. Ngon. Ngon, ăn hết đồ luôn. Ăn hết đồ. Rồi chứ thường tôi ăn hơn nửa tô là à, bình thường thầy ăn hơn nửa tô nhưng mà hôm nay làm ở đây thầy ăn được hết tô luôn. Nuốt hết tô luôn. Dạ thầy có cảm nhận gì về cái buổi phát quà ngày hôm nay thưa thầy? Hả? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vì con nghĩ như này là nhiều khi mà tặng tiền các cô chú hay các ông bà thì mọi người hay để dành, không dám ăn miếng ngon. Đúng rồi. Đấy, nên là mời các ông bà tới đây thì mình thưởng thức để coi như là mình biết được cái ẩm thực địa phương mình nó ra sao. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi làm một cái nơi để các ông bà cô chú tới để trao đổi nói chuyện vui vẻ. À vui vẻ cháu ơi, chú gia đình năng tặng thiện. Dạ. Rồi. Dạ. Con chào chú ở đây luôn hả sao? Trực tiếp tại đây. Dạ. Và con chào chú nha. Dạ. Dạ dạ. Vâng. Dạ rồi, chào các ông bà để con xem có những người bây giờ mới tới nữa này. Rồi có ai tới trễ nữa? Dạ rồi rồi, bây giờ phục vụ người ta ra đi. Mà có mấy người tới ạ? Người nhà ấy, à chứ không phải. À dạ dạ rồi rồi rồi. Cà phê xong. Vâng vâng được, bây giờ về đi ạ. Dạ bây giờ xe về. Rồi quận 7 bây giờ bắt đầu về nhá. Đây bây giờ à, cô chú rồi. Rồi người nhà tới đón nhá. Người nhà tới đón tới rước. Cảm ơn.
Dạ, chào cảm ơn chị nha. Phải đây nè, phải đây nè. 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 Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Đây, mấy bạn người Nhật này họ cũng cảm thấy rất là lạ. Rồi, chúc sức khỏe, nối đuôi nhau cô chú nha. Rồi, nối đuôi nhau rồi, xin chào nha. Rồi, xin chào. Rồi, ngon quá, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú nha, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe ông Phan Quang Cầu. Phan Quang Cầu nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn các cô chú. Dạ, dạ. Rồi, nha. Dạ, dạ. Rồi buôn may bán đắt. Rồi cảm ơn các cô chú nha. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Rồi xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ô bên kia, bên kia. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Các cô chú nói là người mù thì không bao giờ dám ăn cái này. Ai quận 7 không ạ? À? Ai quận 7 ra xe nhá, ai quận 7 ra xe. Đưa lên xe. Đưa lại lên xe, ai quên bánh thì lấy bánh. Ai quận 7 theo xe nha. Ai quận 7 đi theo xe nhá. Vâng. Đấy, có người quên bánh thì các cô mang bánh ra cho. Rồi, xin cảm ơn bạn Mỹ Anh nhá. Cảm ơn Hạnh Lương, cảm ơn Liễu Lê. À, tụi mình tổ chức cái bữa ăn cho 300 người khiếm thị. Thì tụi mình làm trong vòng 4 tuần. Mỗi một tuần thì sẽ mời, theo cái danh sách này mời 75 người. Nhưng mà trên thực tế thì có một số cô chú là ốm, bệnh, rồi có cái việc đột xuất thì không có tới được. Thì cái số tiền dư đó là tụi mình sẽ tặng các cái cháu khiếm thị. Dạ rồi, xin chào, cảm ơn. Tiền dư thì ông Phan Quang Cầu nói là sẽ tặng cho các cái cháu khiếm thị. Đây, một số cô chú bây giờ sẽ đặt xe để đi về. Quận 7 còn ai không? Hai cha con này ở quận mấy? Quận 7 còn ai đi xe hơi về không? Dạ, quận 7 còn ai đi xe hơi về không? Được rồi, mình cứ đi ra ngoài này rồi con kêu người đặt xe cho các cô chú. Đây đây bạn. Rồi rồi đi đi đi. Em đi. Hết rồi, em dẫn ra ngoài cho các cô chú ngồi đặt xe này. Đây hai người. Rồi nhớ cầm bánh theo. Dạ rồi. Nè, còn bánh của ai chưa cầm, chị cầm luôn. Ăn về ăn nhá. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc hai anh chị sức khỏe nhá. Dạ, cảm ơn Tuấn. Dạ rồi. Đây đây chị ơi. Chúng ta em bước xuống phần thềm nha. Đây đây đây. Rồi, bước xuống phần thềm. Rồi, bước xuống bậc nha. Cẩn thận, từ từ, từ từ, từ từ xíu. Thiên ơi, đỡ giùm cô lên kìa, Thiên, Thiên. Đỡ giùm cô lên kìa. Rồi đấy, lên xe gắn máy các bạn phải có người đỡ cái chân lên. Ngồi bàn ngoài để xe người nhà đón. Đây, các cô chú đi về này theo nhóm rồi sẽ đặt xe về này. Vậy thì đứng lui ra ngoài kia kìa bé kìa. Dạ. Rồi chú Dũng thay mặt bên quận 8 cho một vài phát biểu. Chú Dũng đứng lại giúp con ạ. Dạ rồi. Dạ thưa chú, thì hôm nay là cái món quà này ông Phan Quang Cầu gửi tặng. Nó khác mấy cái lần trước là con tới tận hội để phát quà. Dạ. Thì lần này mời các cô chú tới dùng một bữa rồi
mình nhận tiền đó thì chú thấy cái buổi tổ chức này thấy sao chú? Tôi tên là Trần Văn Dũng, đại diện cho hội 18. Dạ. Tôi là coi như là tôi thấy cái chương trình này á là của anh Quý Dương, dạ, Sài Gòn Ngày Nay, của ông Phan Quang Cầu gửi tặng tiền. Chú Cầu. Vâng. Nhà tài trợ là chú Cầu đã giúp đỡ cho cái chương trình này. Hôm nay chúng tôi rất là vui. Dạ. Đến số 70 Cô Bác, quận Nhất. Quận Nhất. Coi như là ăn xong rồi được cho tiền. Dạ. Là coi như rất là vui, anh em ai cũng phấn khởi. Vâng. Cảm ơn chú Cầu. Cảm ơn các nhà tài trợ và nhất là cảm ơn anh Chú Dương, chương trình Sài Gòn Ngày Nay rất là nhiệt tình. Dạ. Ở trong cái vấn đề giúp đỡ cho người khiếm thị á. Vâng. Thì thôi thay mặt toàn thể hội tôi cảm ơn chú Cầu, cảm ơn anh Chú Dương. Dạ. Dạ. Vâng, cảm ơn chú. Dạ. Chú, thưa chú biết tại sao mà con mời các cô chú tới đây không? Bởi vì nhiều khi là nếu mà tặng biếu các cô chú tiền ấy, cô chú lại để dành không dám ăn. Dạ đúng rồi. Đấy, nên là thôi mời các cô chú tới để mình thưởng thức. Dạ. Ông bà mình có cái câu là gì? Sống trên đời mà chưa biết miếng rồi chó, xuống âm phủ rồi biết có hay không. Dạ. Thì ở đây nhiều khi ẩm thực Việt Nam mình thì rất là phong phú, có nhiều món. Thì dạ, cô chú đôi khi là cũng không thấy đường nên là cũng khó tìm kiếm những thức ăn ngon. Bữa nay là đến quận Nhất này ăn cũng thấy hơi sang sang. Vâng. Chứ thật sự thấy sang sang á. Có tiền không dám đi ăn. Anh em có tiền không dám đi ăn luôn. Dạ đúng vâng. Rồi. Rồi thôi con chúc chú sức khỏe nha. Trong thời gian tới nếu mà có nhà hảo tâm nào giúp đỡ thì dạ, con sẽ tiếp tục làm những cái chương trình này để mời các cô chú mình dùng bữa ăn. Dạ. Dạ rồi. Con cảm ơn. Chào chú. Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ chúc sức khỏe. Dạ chúc sức khỏe. Dạ dạ. Bây giờ các cô chú sẽ từ từ rồi sẽ đi về. Có thầy rồi, chùa đây cũng ở trong chùa này. Thầy đi tu mà vẫn thuộc danh sách hội. Thì mọi người bây giờ sẽ chờ để có xe đón. Một số anh người nhà rước về. Đó. Có những người đổi tiền lẻ ra để trả tiền xe. Sài Gòn Ngày Nay. Đúng rồi. Từ từ mọi người sẽ về. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng cái chương trình phát quà cho người khiếm thị. Bây giờ mình sẽ ngưng video clip ở đây và còn một cái video clip nữa thì theo như lịch hẹn đó là khoảng tháng 9 khi mà Sơ Hoàng sẽ tới cái địa điểm mới thì Tuấn Dương sẽ mang cái số tiền 30 triệu cộng với số tiền dư trong cái quá trình phát tiền cho những hội người mù này để tặng cho cái cơ sở mà Sơ Hoàng sẽ về để hỗ trợ giúp đỡ ở Đức Mẹ Núi Cúi, Đồng Nai. Hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Và con cũng xin cảm ơn chú Phan Quang Cầu đã tài trợ cho chương trình này.